Ngô đang tiến dần tới xuồng tay nha các bạn, nguy hiểm quá. Con biết em biết bơi không chị? Em biết bơi nha. Cảm giác lần đầu đi xuồng tay rất là hồi hộp. Nơi đây có những hướng dẫn viên rất là nhiệt tình và rất là dễ thương các bạn, rất là thân mật và gần gũi giống như người nhà chúng ta vậy. Đúng rồi. xuất phát bạn ơi, cảm giác thật là nắng. Non lá ô, con non lá nữa, quá êm, non lá quá êm. Đây. Non lá rất đẹp. Thôi khỏi đi, anh lo cái gì. Nói đây. Lột khẩu trang đi, anh chụp tấm hình em. Chưa nên tắt. Úc đang chơi gì? Xích đu à? Úc đang ở đâu? Ở rừng tràm trà sư. Trà sư. Có con gì? Có con. Có con bồ câu. Bồ câu của ai? Con bồ câu của bà. Bồ câu của anh. Của người ta. Vui không? Con đi chơi với ai? Với anh hai. Với ai nữa? Với ba. Giỏi quá. Mẹ đi hôn con nữa. Chúng tôi đang tiếp tục hành trình đến chèo xuồng máy và chèo xuồng tự do các bạn. Các bạn gọi là vinh quang. Đây là một thiên đường hoa lan. Không phải. Ồ, nơi đây có rất là nhiều nhân viên. Nơi đây có rất là nhiều bồ câu. Đó, bồ câu. Rồi nó ỉa lên ghế đó nghe con. Xem. Chúng tôi đang tiến dần về khu ẩm thực đặc sản của rừng tràm Trà Sư. Đây là Cẩm Hương các bạn. Đó là người đẹp của rừng tràm Trà Sư các bạn, chị dễ thương quá. Hello bạn ơi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi chúng tôi cần đến, đó là rừng tràm Trà Sư các bạn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến nơi này, chỉ thấy mô hình ở trên YouTube mà thôi. Rồi. Chúng tôi biết chúng tiếp theo sẽ làm gì đây các bạn. Không một hướng dẫn viên du lịch nào ạ. Làm gì?